Hiện nay, Phú Quốc là thành phố biển đảo đầu tiên, cũng là điểm du lịch duy nhất ở Việt Nam, được áp dụng chính sách miễn thị thực cho khách nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trong 30 ngày. Để thu hút nhiều hơn du khách quốc tế, tỉnh Kiên Giang đề xuất nâng thời hạn miễn thị thực lên 6 tháng với các đối tượng là người nước ngoài trực tiếp vào khu kinh tế ven biển Phú Quốc hoặc đến Phú Quốc từ các cửa khẩu quốc tế khác trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Không chỉ Kiên Giang, trong đề xuất giải pháp thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, nhiều địa phương cũng đã kiến nghị nới visa để phục hồi du lịch. Bà Rịa Vũng Tàu muốn miễn thị thực nhập cảnh đối với thị trường trọng điểm khách lưu trú dài ngày, mức chi tiêu cao như châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, New Zealand. Còn thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chính phủ nghiên cứu áp dụng chính sách thị thực đặc biệt trong một giai đoạn nhất định nhằm thúc đẩy khách quốc tế đến Việt Nam ở các thời điểm cần thiết. Để có thể nới lỏng visa, chính phủ đã yêu cầu Bộ Ngoại giao khẩn trương trình danh sách các nước miễn thị thực nhập cảnh. Tuy nhiên, cho tới nay, danh sách này vẫn chưa được trình. Nếu tiếp tục chậm trễ, du lịch Việt Nam sẽ chậm chân so với các nước trong khu vực. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viettravel Corporation Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng, Việt Nam mở cửa sớm nhưng hành động quá chậm. Việc giải quyết nút thắt visa là điển hình của sự chậm trễ. Rất nhiều cơ hội vàng đã bị bỏ lỡ. Ông Nguyễn Quốc Kỳ lo ngại nếu tiếp tục thế này, du lịch Việt Nam sẽ còn tụt hậu hơn nữa. Tổng kết tháng 4 vừa qua, ngành du lịch đón gần 1 triệu khách quốc tế, đưa tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đạt gần 3,7 triệu lượt người. Nếu so với mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023, chúng ta đã đạt 46% chỉ trong 4 tháng đầu năm. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viettravel cũng cho rằng Việt Nam đặt mục tiêu 8 triệu khách là còn quá thấp, đặc biệt khi so với các nước láng giềng như Thái Lan. Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist nhận định, nếu so với cùng kỳ trước dịch hồi năm 2019, thì khách quốc tế đến Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 50-60% dù du lịch đã mở cửa hơn một năm. Nếu không có những chính sách tăng tốc, đột phá, mở đường cho cao điểm khách quốc tế vào quý tư, thì chưa chắc mục tiêu 8 triệu khách đã đạt được. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.